Nếu như con các anh chị mà có những cái biểu hiện ví dụ như hay cãi, hay hỏi, hay lý sự và hay nằm ngược thì rất có thể con đã có chủng vân tay nước ngược đó. Thế thì tôi là Ninh, là chuyên gia trong mảng lĩnh vực sinh trắc vân tay. Hôm nay thì Ninh sẽ chia sẻ cho các anh chị về cách mình làm bạn, cách mình giao tiếp, cách mình hiểu về tính cách và hành vi của những đứa trẻ có vân chủng vân tay sở hữu, đó là chủng nước ngược đó. Thế đây là một trong số 3 chủng vân tay hiếm, và đây là chủng vân tay đặc biệt, chỉ có 4% dân số thế giới có thôi. Và cái hình đó là hình nước chảy ngược lại từ về phía ngón cái đó. Thế thì với những đứa trẻ này thì có sẽ tính cách và hành vi như thế nào? Thì đặc điểm tính cách đầu tiên là những đứa trẻ này cần có thích hay có tư duy phản biện. Thế nên khi mà bố mẹ nói một câu, có thể cãi một câu đấy, hoặc là lý sự một câu, nên là khi mà cha mẹ mà đưa ra những cái định kiến hoặc là đưa ra những nguyên tắc hoặc áp đặt, thì những đứa trẻ này sẵn sàng là lý sự ngược lại đấy. Cô giáo nói thế này, nói thế kia, hoặc là đứa trẻ đấy sẽ bắt đầu là đưa ra các dẫn chứng là con học thế này, học thế kia, hoặc là nhân quyền thế này, nhân quyền thế kia đó. Nghĩa là chủng vân tay này luôn luôn không bao giờ chào thua đâu đó. Mình mà bảo 1+1=2 thì đứa trẻ sẽ bảo bằng 3 đó. Thế nên chính vì vậy cho nên là khi mà cha mẹ có chủng, con có chủng vân tay nó ngược, mình hiểu luôn luôn đối mặt với vấn đề gọi là phản biện và lý luận của cái đứa trẻ này. Thế nên cha mẹ cần phải chú ý rằng câu chuyện là mình giao tiếp với con ấy, mình không được áp hoặc là đưa ra mệnh lệnh và nguyên tắc, mà mình nên giải thích cho con, phân tích cho con hiểu, và nói chuyện nên nhẹ nhàng và dùng tình cảm, thì những đứa trẻ này sẽ không căng lên để phản biện với mình đó. Nên lúc này thì cha mẹ với các con cái thì sẽ gọi là ở màn đối thoại nhiều hơn. Đó là mình cực kỳ phải chú ý, bởi vì nước mà phản chiếu tấm gương của mình, nên cái thái độ của con phản ứng hỏi ngược hay là lý luận ngược lại mình là do cái cách mà mình đang ứng xử với bạn ấy, là theo hướng nhẹ nhàng hay áp đặt, phân tích hay là mình đưa ra định kiến. Đó là theo cách của mình. Cái đặc điểm thứ hai của đứa trẻ có vân tay nước ngược này, đó chính là tư duy rõ ràng, tư duy logic, nên dẫn đến là hay hỏi lại, hay hỏi ngược, hay nói ngược đó, và luôn luôn thích bố mẹ phải giải thích. Hoặc là mình để ý thấy trẻ hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao luôn, sao lại thế này, sao lại thế kia, sao lại lấy vân tay, hay là sao lại hôm nay sao lại ăn món này hả mẹ, hay là sao lại có mưa, hay là sao ô tô lại 4 bánh mà không phải 8 bánh, sao lại xe máy có 2 bánh thôi mà không phải có xe máy 4 bánh, chẳng hạn như thế. Thì những đứa trẻ này rất là hay hỏi vì sao, nên dẫn đến là câu trả lời mà không thỏa mãn, đứa trẻ này lại hỏi tiếp, hỏi đến khi nào cùng kỳ của vấn đề thì thôi đó. Nên cha mẹ rất là cảm thấy mệt mỏi khi mà đứa trẻ hỏi nhiều quá đó. Thế nên chính vậy bố mẹ cần phải chú ý rằng với những đứa trẻ này, bố mẹ phải như một cuốn bách khoa toàn thư. Mình không thể giải đáp cho con hết được thì mình hãy hướng cho con đến những chương trình TV, hoặc là hướng đến những quyển sách để cho những đứa trẻ tự đọc hiểu đó. Và cái tư duy của đứa trẻ này thì cha mẹ sẽ rất là hợp để mua cái quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao về để đố con, hoặc là về để mình hướng cho con đọc đấy. Hay là những cái chuyện tranh doanh nhân, những cái câu chuyện ở trong đấy thì những đứa trẻ rất là hứng thú với những cái cốt truyện đó đấy. Và cái đặc điểm thứ ba là những đứa trẻ này là có tư duy ngược đó, nên là càng úp mở thì đứa trẻ này càng muốn tìm hiểu đó, hoặc là tò mò đấy. Thế nên cha mẹ cực kỳ phải chú ý rằng câu chuyện là khi con có chủng vân tay nước ngược này là cha mẹ không úp mở đâu. Càng úp mở đứa trẻ càng tò mò, càng muốn khám phá, thậm chí là càng muốn tìm hiểu đấy. Thế nên chính vì vậy nên trong vấn đề ăn uống ấy, đôi khi là cha mẹ để ý thế là ăn nhanh lên thì đứa trẻ này ăn rất chậm mà không ăn nữa. Nhưng mình bảo thôi đưa đồ ăn đây, mẹ đi đổ cho con cún hay là mẹ cho gà ăn, thì sẽ đứa trẻ lại rằng lấy mà ăn. Nên đôi khi trong vấn đề giao tiếp với đứa trẻ có vân nước ngược này, cha mẹ cần phải nói ngược lại với mong muốn của cha mẹ để đứa trẻ thực hiện cái mong muốn của mình đó. Đấy là hành động là làm ngược đó. Thế nên trong cái thái độ trong việc vấn đề giao tiếp, đôi khi mình có thể làm căng nhưng mà nói ngược lại cái mong muốn của mình thì trẻ cũng làm theo đó. Cái điểm thứ tư đó chính là những đứa trẻ này có máu anh hùng đó. Thế nên dẫn đến là khi mà đứa trẻ này quý một bạn nào đấy, hay là ví dụ như là hôm nay mẹ ốm kiểu như vậy, bắt đầu là mình kể khổ, mình ốm thật, mình diễn một tí là đứa trẻ này bắt đầu là thể hiện sự nhiệt tình lên ngôi. Nên các anh chị có thể để ý này, đứa trẻ này mà chơi với bạn nào là hết mình, hết lòng chia sẻ đồ chơi, đồ ăn với bạn đấy. Nhưng mà đã ghét ấy, thì gần như là cũng không cho luôn đấy. Nên những đứa trẻ vân tay này là yêu ghét cực kỳ rõ ràng. Nên các anh chị có thể để ý thấy người lớn, có thể chồng mình hoặc có thể chính bản thân mình, hoặc là một hai người bạn của mình có cái vân tay nước ngược này, là đôi khi nhiệt tình,
kiểu cho vay tiền đấy. Đó, ví dụ không có tiền này, là đứng ra đi vay lặng lãi hoặc là vay của người khác để đứng ra cho bạn mà mình coi là thân để vay. Đó, tức là cái người này nhiệt tình lắm. Họ nói chung là giúp đỡ hết mình vì bạn bè luôn. Đó, với người bạn coi là quý và bạn coi là thân. Nhưng nếu như mà họ mà ghét ai đó thì họ gần như không để ý luôn. Đó. Cái đặc điểm thứ 5 của cái chủng vân tay nước ngược này, đó chính là tính cách của người này là đôi khi hay suy nghĩ quá vấn đề. Đó. Nên là đôi khi mẹ đùa một tí thôi là con tưởng thật, hay là đôi khi mình nói bâng quơ thôi là con cũng dễ kiểu như là suy nghĩ nhiều. Hay là lên trên lớp bạn mà bảo không chơi mình cũng có thể là hay suy nghĩ. Nên là những đứa trẻ có vân tay nước ngược này đôi khi là hay suy luận theo nhiều hướng. Đấy, mà đôi khi mình lại không nghĩ rằng là mình có thể để ý thế nào. À, mình không nghĩ là mình sẽ bảo đứa trẻ này suy luận linh tinh. Đó. Nhưng những đứa trẻ này rất hay suy luận, nên cái trí tưởng tượng của đứa trẻ có vân tay nước ngược này cực kỳ cao. Đó. Nên là nhiều khi đứa trẻ sẽ hay tự nghĩ rằng ơ hình đám mây kìa mẹ kìa, ơ hình đám mây hình con voi kìa, đám mây hình chú khỉ kìa, đám mây hình cầu vồng kìa. Tức là mình hình dung là đứa trẻ này trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Đó. Thế nên dẫn đến là những đứa trẻ này mà sau mà làm những công việc liên quan truyền thông, tạo khủng hoảng và xử lý khủng hoảng nên sẽ rất là tốt. Đấy. Thế nên là cha mẹ mà khi mà có con cái mà học tiểu học hoặc học trung học cơ sở mà có chủng vân tay nước ngược này mà cộng thêm cái ngôn ngữ tốt ấy, là mình ngồi mà mình tranh luận lý sự, đấy, tranh cãi với những đứa trẻ này thì đôi khi những đứa trẻ này sẽ đưa ra các phát ngôn gây sốc với mình cực kỳ phải chú ý. Nên là càng cãi nhau, càng tranh luận, càng bước đến bước đường cùng thì dẫn đến là càng dồn vào chân tường thì những đứa trẻ này sẽ đưa ra những cái ý tưởng, những cái phát ngôn cực kỳ là sốc và để đời luôn. Nên cha mẹ lúc đó là sẽ cực kỳ sốc với những đứa trẻ này. Đó. Thế nên là những đứa trẻ này càng mà đi vào cuộc tranh luận, càng mà ví dụ trục truyền thông chẳng hạn, càng đi đến hồi khủng hoảng thì những cái người này là có khả năng đưa ra các cái giải pháp để xử lý khủng hoảng rất là tốt. Đấy. Thế nên là chủng vân tay nước ngược này làm truyền thông hoặc là làm nghiên cứu kỹ thuật là cực kỳ hay. Đó. Và cái điểm cuối cùng của những đứa trẻ có vân tay nước ngược này là tính cách của chúng cũng là người sống rất là tình cảm. Đó. Đấy, sống rất là tình cảm. Bên cạnh cái việc đó là chống đối, làm ngược, nhưng mà khi bị áp đặt thôi, nhưng chúng là người sống tình cảm lắm. Đấy. Thế nên cha mẹ cực kỳ phải chú ý rằng khi mà con có những cái biểu hiện đấy như làm ngược, nói ngược, hay là hay lý sự, hay cãi, hay hỏi nhiều thì cái vân tay nước ngược này các anh chị cần phải chú ý áp dụng với con. Vậy thì nhu cầu của chủng vân tay nước ngược này đó chính là được có bạn tri kỷ để chơi. Thứ hai là những đứa trẻ này rất thích sự sáng tạo, lại đổi mới. Và thứ ba là những đứa trẻ này rất thích làm rõ vấn đề. Thế nên đôi khi trong vấn đề giao tiếp với lại em ở trong nhà nhé, con là chị hoặc con là anh, con phải nhường em ấy, thì đứa trẻ này không thích đâu. Đứa trẻ này thích sự công bằng trong vấn đề liên quan đến chia đều, hoặc là mình phải giải thích cho chúng tại sao lại phải chia đều. Đó. Thì đấy chính là cái nhu cầu của đứa trẻ có chủng vân tay nước ngược. Đó. Nên là chủng vân tay nước ngược này chúng có khả năng phản biện và lý sự cực kỳ thần sầu luôn. Đó. Nên là các anh chị phải tự hào khi mà con có cái chủng vân tay nước ngược anh chị nhá. Đó. Không dễ trong vấn đề giao tiếp, nhưng khi mà giao tiếp đúng rồi thì các anh chị có một bạn tri kỷ, có một đứa trẻ cực kỳ là hết mình và nhiệt tình luôn. Thì các anh chị để hiểu thêm về các chủng vân tay mắt công hay chủng nước hay chủng tắc kè hoa hay chủng đại bàng thì các anh chị có thể đăng ký kênh của Ninh để tìm hiểu thêm, xem thêm các video khác. Chào tất cả các anh chị.